Xin chào mọi người, hôm nay Hy Bảo giới thiệu cho các YouTuber thêm một công cụ giúp cho tăng cái lượt view của các kênh, các clip của các YouTuber. Lần trước Hy Bảo đã giới thiệu cho các YouTuber một cái công cụ, đó là một cái trang web để cho các YouTuber có thể chuyển các clip của YouTube mình qua cái trang web đó và tự cày view. Hôm nay Hy Bảo giới thiệu một cái công cụ khác và đặc biệt cũng là hoàn toàn miễn phí. Các bạn yên tâm, hoàn toàn miễn phí, không tốn một cái chi phí nào cả. Công cụ này là công cụ gì? Công cụ này giúp cho các YouTuber có thể view chéo lẫn nhau mà không cần biết đó là bạn hay là quen, và mang tính công bằng tuyệt đối. Vì sao nói tính mang tính công bằng tuyệt đối? Có nghĩa là như vậy. Thường thì các YouTuber mình lên trên các nhóm của các mạng xã hội, bắt đầu trao đổi view, trao đổi sub các thứ, thì trên đó các bạn có những cái nhóm mà lập hẳn những cái nhóm mà có thể mà sub chéo hoặc là view chéo hoặc là like chéo lẫn nhau. Tuy nhiên là sẽ rất là mất thời gian, vì các bạn phải hoàn toàn bỏ công sức ra để mà xem những cái video clip đó, hoặc là nhiều khi mình xem xong nhưng mà đối phương của mình á, cái người mà view chéo mình á, không có xem cho mình, hoặc là các bạn YouTuber phải tốn rất là nhiều thời gian để có thể mà có cái lượt view chéo như vậy. Mà sau khi có những cái lượt view chéo như vậy á, thì á, là YouTube á, là nhiều khi vợ gỡ những cái view đó. Lý do là như sau, là khi mà các bạn view chéo lẫn nhau á, thì các bạn sẽ không có view lại những cái clip khác của cái kênh mình, mà chỉ là view một cái clip trên một kênh thôi. Thì nếu mà không cái người đó mà không có quay lại thì nếu mà không cái người đó mà không có quay lại á, thì cái lượt view đó có thể là YouTube cũng sẽ không tính. Như vậy cái công cụ này á, là các bạn giúp cho các bạn là tăng cái độ tin tưởng là tuyệt đối, là nó công bằng. Có nghĩa là hễ mà các bạn có view thì các bạn sẽ có cái lượt view từ bên ngoài, từ những người khác. Nó hoạt động theo cơ chế như sau. Đầu tiên là các bạn là lên click vào những cái YouTube video và các bạn xem trong vòng 5 phút. Khi các bạn xem trong vòng 5 phút á, thì tự động hệ thống sẽ cộng cho bạn là 100 điểm và cái chủ của cái video clip đó sẽ bị trừ 20 điểm. Thì khi các bạn xem càng nhiều thì các bạn tăng nhiều điểm lên như vậy á, thì cái video clip của các bạn sẽ được đẩy lên trên cao và người khác sẽ xem cái video clip của bạn, và video clip đó sẽ lượt view. Và đặc biệt là cái công cụ này nó sẽ liệt kê 100 cái video clip có điểm số cao nhất để mà đưa lên trên đầu, để mà các YouTuber khác có thể mà click vào để mà xem. Thì nếu mà các bạn view trong vòng 5 phút thì chắc chắn là YouTube sẽ tính cho cái lượt view đó và cái giờ view cho cái video clip mình. Thứ hai là vì đây là những cái video clip mình, nó sẽ hiện lên những cái video clip có điểm cao và hiện một cách ngẫu nhiên, nên cái cơ hội bạn xem lại, xem đi xem lại những cái video clip của một kênh nó rất là cao, dẫn đến là YouTube sẽ ghi nhận mình, cái YouTuber đó xem cái kênh và clip đó có mang tính lặp lại, và cái giờ view và lượt view sẽ được tính cách chắc chắn. Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra là như vậy thì các bạn ngồi, không lẽ ngồi 5 phút mà xem như vậy thì sẽ rất là mất công. Nó có một cái đặc tính là cho các bạn mở ra và tự động 5 phút sau hệ thống tự động tắt, các bạn không cần phải tắt. Và trong thời gian chờ 5 phút như vậy, các bạn có thể vào và xem những cái mở, click vào nó sẽ mở ra một cái tab mới, sẽ có những video mới, và các bạn cứ thế và các bạn làm như vậy thì đúng 5 phút sau các bạn tắt. Nếu mà các bạn tắt trước khi 5 phút á, thì nó sẽ không cộng 100 điểm cho các bạn và nó sẽ không trừ 20 điểm cho cái chủ nhân của video clip đó. Thì nói thì các bạn sẽ khó hình dung, bây giờ tôi sẽ làm thử cho các bạn mình sẽ là sử dụng cái công cụ này như thế nào. Đầu tiên các bạn lên trên cái trang bán nhanh.org, có nghĩa là bán nhanh.org. Đây là cái trang mà hôm bữa đã cung cấp cho các YouTuber cái công cụ tự cày view rồi đó. Thì nếu như bạn có tài khoản rồi thì bạn tiếp tục sử dụng, còn nếu chưa có tài khoản thì đầu tiên mình chọn sign up ha, hoặc là đăng ký. Đây các bạn có thể chọn
và chọn đăng ký. Hôm trước tôi đã tạo một cái tài khoản là tên là thử nghiệm và password 1234 1234 456 cho các bạn thử, thì không biết là bây giờ cái tài khoản còn sử dụng lại được không. Nếu như mà các bạn có thể sử dụng lại thì cứ vào trong đó test, hoặc là đăng ký mới một cái tài khoản khác cũng được. Thì giả sử như mình để một cái tài khoản với user tên là test, test ngay đi ha, test view đi, test view có nghĩa là một cái tài khoản username tên là test view với password là 1234 56 đăng ký. Khi mình đăng ký vậy, nếu mà cái user này chưa có ai đăng ký thì nó sẽ hiện lên một cái câu chào và báo cho mình là cái tài khoản đã được đăng ký thành công. Mà mình click OK, nó sẽ chuyển đến cái trang cá nhân cho mình. OK, nó sẽ chuyển đến cái trang cá nhân cho mình. Thì trên cái trang cá nhân của mình á, là nó sẽ có cái đường link là bán nhanh.on gạch chéo test view. Test view chính là cái tên user mà các bạn mới đăng ký đó. Thì đây là cái trang cá nhân của bạn. Và khi mới vào là nó có hai cái video clip hướng dẫn. Một cái là hướng dẫn cái công cụ mà làm sao bạn để SEO cái từ khóa cho, để mà cái video clip mình á, là đưa lên trên đầu dễ dàng. Và một cái clip tên là hướng dẫn đăng ký clip để cày view. Thì nếu mà các bạn mới vào á, thì các bạn làm theo cái video clip hướng dẫn đăng ký clip để cày view á, để mà liệt kê tất cả những video clip ở bên dưới để các bạn tự cày view. Ví dụ như là tôi có một cái trang như vậy. Đây, tôi có một cái trang như vậy là đã cài đăng ký tất cả những cái video clip để mình tôi tự cày view rồi đó. Thì đây, thì các bạn muốn thì các bạn làm theo hướng dẫn của cái video clip tên là hướng dẫn đăng ký clip để cày view này nha. Thì các bạn sẽ có một cái list tất cả những danh sách mà mình chạy tự cày view. Tuy nhiên cái lượt gì cái clip chia sẻ này không phải nói về cách mà đăng ký để tự cày view, mà đây là chúng ta sẽ là cày view chéo lẫn nhau và mang tính công bằng. Thì các bạn đã có cái tài khoản, là bây giờ mình đăng nhập cái tài khoản của mình ha. Bây giờ mình đăng nhập vào test view ha, test view password 1 2 4 5 6. Thì khi mà vô trong cái tài khoản của trang web của mình á, của các bạn á, thì đây là cái tài khoản tôi đã có. Bây giờ nếu mà các bạn làm theo view clip sẽ có những cái view clip để tự cày view bên dưới. Tuy nhiên đây, trên đây này, cái phần phía trên đó các bạn sẽ thấy là có total score là tổng điểm và điểm trừ, điểm bị trừ và điểm còn lại. Tổng điểm có nghĩa là sao? Tổng điểm có nghĩa là cái số lần bạn click á, mỗi lần bạn click mà xem 5 phút á, thì bạn được là 100 điểm. Và mỗi lần mà có ai mà xem cái clip của bạn á, bạn sẽ bị trừ 20 điểm. Và phần còn lại là chính lấy cái tổng điểm trừ cho cái phần mà điểm trừ sẽ là còn cái điểm còn lại. Thì trên hệ thống nó sẽ liệt kê là 100 video clip đầu tiên mà có điểm cao nhất trở xuống. Đó, thì các bạn nếu mà cày view mà các bạn xem càng nhiều, điểm càng tăng á, thì cái view clip của bạn sẽ được đưa lên trên đầu và người khác sẽ xem. Và khi người khác sẽ xem như vậy á, thì cái giờ view và lượt view của các bạn sẽ được tính, được YouTube nó tính. Và cách thức là khi bạn muốn để cho người khác cày view thì các bạn sẽ copy những cái link của YouTube của mình dán vô trong đây và mình sẽ thêm ha. Thì các bạn chú ý nè, các bạn copy đường link mà nó sẽ có một cái dạng ở giống như phim phim bên dưới á, có nghĩa là https://www.youtube.com/watch_v bằng một cái mã số. Hiểu, các bạn copy ví dụ ở đây, đây là cái đoạn này là cái những cái video clip này là cái video clip mà đường link cần phải copy á. Các bạn dán vô trong đây ha, dán vô rồi các bạn nhấn thêm. Rồi, nó báo là đã thêm cái video, là cái đường link video này. Nếu mà bạn mà copy lỡ mà copy lộn mà copy lại mà gửi tiếp á, thì giả sử như cái đường link này tôi gửi rồi, bây giờ muốn gửi lại á, nhấn cái nè. Nó sẽ báo là cái đường link video này đã tồn tại.
Có nghĩa là bạn copy mà có lỡ quên copy nữa đó thì nó sẽ báo là có rồi. Như vậy mình cứ việc thêm thôi. À, bây giờ mình thêm một cái đường link khác ha. Thêm một cái đường link khác. Rồi, thêm. Bây giờ thêm nữa đi, thêm vài cái. Rồi, như vậy thì tôi đã làm ví dụ thêm cho bạn ba cái link của YouTube. Nó không có hiện phía bên dưới này đâu nha các bạn. Phía bên dưới này là một cái đăng thêm một cái hướng dẫn của cái clip này. Đây các bạn coi cái hướng dẫn đăng clip để cài view á, thì nó sẽ hiện hiện phía bên dưới cho các bạn. Để nó load cái clip YouTube lên ha. Ha. Khi mà các bạn mới vào trong cái trang của mình á, nó sẽ hiện lên hai cái video, một cái là hướng dẫn đăng clip để cài view và một cái là công cụ SEO tool á. Thì nếu mà các bạn làm theo cái clip tên là hướng dẫn đăng clip để cài view á, thì các clip nó sẽ hiện ra bên dưới. Còn cái phần trên này là mình submit, mình thêm cái đường link YouTube để chi, để tham gia cài view chéo. Bây giờ mình đã thêm rồi, và cái nhiệm vụ tiếp theo của mình á, của các bạn á, là làm gì, là bây giờ là kiếm điểm. Giả sử như tôi đã đăng nhập cái tài khoản tên là của tôi đó, sorry, cái tài khoản mới là kiểm mới mới tạo là test view ha. Thì trong cái test view này á, là mình có cái số điểm là như sau. Chưa có gì hết, mình chưa là có 0 điểm, mình chưa có ai xem clip nè, và điểm còn lại mình cũng là 0 luôn. Như vậy thì á, bây giờ mình đi vô trong cái trang chủ á, mình vào trong trang chủ bán nhanh chấm mọt. Rồi, mình đi lên trên thấy cái chữ mà thị trường nè. Bấm cái mình thấy nó sổ xuống một cái mục là lấy điểm tăng video, tăng view của cho cái video á. Nếu mà bạn để tiếng Anh á thì nó sẽ là market ha. Market get core angry video view. Mà nếu mà để tiếng Trung Quốc á thì nó sẽ là cái chữ này. Đây, chữ này đây. Thì bây giờ mình làm tiếng Việt ha. Nếu là tiếng Việt mình chọn là thị trường nè, market, hay mình nói nôm na là chợ đó, một cái chợ. Lên đây lấy điểm tăng video nè. Thì trên đây á, là nó sẽ liệt kê 100 cái video clip mà có điểm cao nhất, liệt kê từ cao nhất cho đến thấp nhất, và nó được mã hóa là thành bằng ảnh để chuyển đến cái video đó. Thì tại sao phải mã hóa như vậy? Tại vì nếu mà không mã hóa thì các bạn cứ vào, các bạn tìm cái video clip của các bạn mà các bạn click á, thì á, đầu tiên khi bắt các bạn click, bạn sẽ được 100 điểm, và các bạn xem xong 5 phút đó, các bạn bị trừ 20 điểm, có nghĩa bạn vẫn có là 80 điểm. Như vậy sẽ không có công bằng và không có mang tính là view chéo. Mã hóa những hình ảnh này các bạn sẽ không biết cái video clip nào của ai hết. Và khi bạn click vào thì nó là một cái rất là ngẫu nhiên. Và chính vì cái ngẫu nhiên đó thì YouTube nó sẽ thấy được rằng đây là cái thiết bị này xem cái video clip đó mà trong vòng 5 phút thì YouTube sẽ là tính cái giờ view cho các bạn. Bây giờ mình click vào nè. Click vào nó sẽ tự mở ra một cái tab mới. Đây, đầu tiên các bạn mở ra một cái tab mới, nó đang hiện ra như vậy nha. Thì khi mà các bạn để như vậy nó ở sẽ trạng thái là chưa có bật. Thì nhiệm vụ của các bạn là click vào trên chưa có bật. Thì nhiệm vụ của các bạn là click vào trên cái clip này để mà bật nó lên. Và nên nhớ là các bạn chỉ được click một lần, không được click nữa. Các bạn click nữa nó xảy ra cái chuyện gì? Bây giờ tôi click một lần ha. Click một cái nè. Đây. Thì ở đây nó bắt đầu nó đếm. Đếm cho tới 300 giây. 300 giây tương đương với lại là 5 phút. Thì trong đây nó sẽ nói cho mình biết là vui lòng chờ 5 phút. Video sẽ tự động dừng và bạn sẽ có 100 điểm. Bạn chỉ click lần đầu tiên. Nếu bạn click lần nữa thì cái bộ mà đếm giờ nó sẽ dừng lại. Nhưng mà cái video nó vẫn chạy và cái người click sẽ không có điểm. Nếu như mà mình tắt cái tab này đi nè, mình tắt cái này đi nè, thì mình cũng không được điểm luôn. Tại vì lúc đó cái bộ đếm giờ mà nó chưa tới 5 phút á, thì nó sẽ không trừ
20 điểm của cái chủ nhân video clip này mà nó không cộng 100 điểm cho cái người xem như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này không lẽ mình ngồi chờ 5 phút thì nó lại phí thời gian. Thì cái chương trình này thiết kế cho các bạn là các bạn vô lại trang chủ các bạn xem thoải mái luôn. Click một cái nữa nó ra một cái tab mới. Và mình click một cái. Khi bạn click một cái nó hiện lên như vậy. Và các bạn thấy nè, bây giờ nó đang đếm ha. Tôi thử click nha. Click thành cái nè. Thì cái bộ đếm giờ là số 8 ở đây nó dừng nè. Và nó sẽ không chạy nữa. Nhưng mà cái video clip này nó vẫn chạy. Cái video clip này vẫn chạy. Có nghĩa là cái chủ nhân của cái clip này á, là vẫn được xem. Nhưng mà cái người click không được tính 100 điểm. Và cái chủ nhân của video clip này cũng không bị trừ 20 điểm luôn. Lý do là cái timer nó đã dừng. Nó không đếm cho tới 300 giây. Nguyên tắc là đúng 300 giây có nghĩa là 5 phút á. Đây nó cứ đếm liên tục này nè. Thì tự động cái chương trình nó sẽ tắt. Và cái người mà xem á, cái người xem sẽ được tính 100 điểm. Mà xem á, cái người xem sẽ được tính 100 điểm. Và cái chủ nhân của cái clip đó sẽ bị trừ đi 20 điểm. Như vậy cái cách thức này sẽ giúp cho cái người xem á là có thể mở liên tục, không có mất thời gian và không có làm gì hết trơn. Mở ra click cái đầu tiên và đồng thời để đó. Đó. Nếu bạn cứ để như vậy thì hệ thống nó sẽ tự động nó tắt và bạn sẽ được 100 điểm. Như vậy cái người xem cũng không mất thời gian và đồng thời nó sẽ mang tính công bằng. Ở trên đây nó sẽ có một cái lá chắn nó bảo vệ cho cái video clip này không bị tắt đi. Có nghĩa là không để cho cái người xem cố tình tắt đi và bắt buộc cái thời gian nó sẽ chạy hoài trong vòng 300 giây, có nghĩa là 5 phút. Thì cái video clip này là YouTube nó sẽ ghi nhận là cái giờ xem và ghi nhận cái lượt xem từ một thiết bị ngẫu nhiên nào đó. Thì cái giờ view này sẽ rất là tốt. Như vậy thì cái cách thức này sẽ cho cái YouTuber có những điểm mạnh như sau. Thứ nhất là các bạn không cần phải đặt quá nặng vào cái sự tin tưởng. Mà cái sự tin tưởng này á, tin tưởng một cái đối phương khác. Mà cái sự tin tưởng này được thiết kế bằng hệ thống luôn luôn công bằng. Nếu mà các bạn click và để đó đúng 300 giây, có nghĩa là 5 phút á, tự động hệ thống nó sẽ tắt cái video clip đó và nó cộng cho bạn 100 điểm và nó trừ cho cái chủ nhân video clip đó 20 điểm. Một cái lợi thứ hai á, có nghĩa là bạn bỏ công sức 1 nhưng mà bạn lấy lại 5. Có nghĩa là bạn tìm được 100 điểm nhưng mà mỗi lần video clip của bạn xem á, thì bạn chỉ trừ có 20 điểm, có nghĩa bạn được 5 lần, đúng không? 100 mà chia cho 20 có nghĩa được 5 lần. Có nghĩa bỏ công sức 1 mà được gấp 5 lần. Như vậy nó sẽ tốt hơn khi mà các bạn trao đổi view. Dù bắt các bạn cày view cho lẫn nhau thì các bạn nhiều khi cũng chưa chắc cái người đó cày view cho mình đủ giờ nữa. Và đồng thời chỉ có một nhóm người cày view với nhau á, thì cái sự đa dạng của những cái địa chỉ IP và cái sự đa dạng của những thiết bị xem cái video clip mình nó cũng không cao. Và vì YouTube cũng không có đề xuất những cái video clip mà chỉ được xem có một lần. Nếu mà video clip mà được xem nhiều lần và được xem từ nhiều nguồn khác nhau á, thì cái đề xuất của video clip nó sẽ rất là cao. Đây chính là cái công cụ mà giúp cho các bạn có thể là view chéo lẫn nhau và được cái nguồn rất là phong phú để mà xem cái video clip của mình. Như vậy nếu mà các bạn làm đúng như vậy á, thì trên cái số liệu phân tích mà của kênh của mình á, thì các bạn sẽ thấy là YouTube nó sẽ tính cái lượt view này từ cái nguồn như sau. Ở đây các bạn là cái nguồn mà lưu lượng truy cập á, bạn chọn xem cái phần bên ngoài á, thì các bạn thấy là nó có chữ là bán nhanh chấm ọt nè. Có nghĩa là YouTube nó sẽ tính cái lượt xem đó, cái lượt view đó là từ bán nhanh chấm ọt. Và các bạn thấy là tab nó 7 lượt xem. Đó các bạn thấy á, thì nếu mà càng nhiều người xem cái video clip mình thì cái lượt xem sẽ được dĩ nhiên là sẽ là cao. Và cái người xem nó sẽ được cái cơ hội là tăng điểm. Và khi tăng điểm như vậy á, thì cái người xem nó sẽ có cơ hội là đẩy cái video clip của mình lên trên cao và sẽ được là người khác xem lại. Đó là cái cơ chế, cái cơ cấu mà cái công cụ này được thiết kế cho mọi người. Thì các bạn có thể là đăng ký miễn phí và hoàn toàn miễn phí, không tốn một cái chi phí nào cả nha các bạn. Các bạn cứ việc lên sử dụng thoải mái, không có vấn đề gì cả. Rồi chúc các bạn thành công.
chúc nhiều may mắn.